Chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, ngày hôm nay mình xin được cập nhật một số tin tức chính từ Hoa Kỳ cũng như là từ Cali. Trước hết là mình sẽ cập nhật tin tức từ Cali nha các bạn. Cali hiện tại đang ở trong tình trạng báo động rất là cao. Tất cả các trường học của các em nhỏ từ lớp 1 cho tới lớp 12 đã được nghỉ từ 2 tới 3 tuần. Có nghe tin là Tổng thống Donald Trump nói là tất cả mọi nhà đều phải đóng cửa và ở trong nhà trong vòng 2 tuần. Nhưng mà thật sự thì chưa có thông báo chính thức, cho nên không biết cái tin đó có thật sự là đúng hay là không. Các cái siêu thị lớn chẳng hạn như là Costco, Walmart, Sam's Club thì thức ăn nào mà dự trữ được lâu ngày thì dường như không còn nữa. Giấy và nước cũng không còn nữa. Riêng các cái thức ăn như là thịt, cá và rau củ quả không có bảo quản được lâu thì các siêu thị vẫn còn nha các bạn. Không chỉ ở Cali, mình cũng thấy cập nhật từ các anh chị YouTuber ở những tiểu bang khác. Các siêu thị cũng đều không có còn thức ăn nào mà có thể bảo quản được lâu nữa hết. Đó là tình hình của Cali. Còn tình hình chung của cả nước Mỹ, ngày hôm nay số người nhiễm bệnh đã tăng lên hơn 2.000 người và số người chết đã tăng lên đến 59 người. Tổng thống đã báo động cho toàn nước Mỹ là dân chúng phải dự trữ thức ăn trong nhà ít nhất là 2 tuần có thể. Các người lính Mỹ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như có trường hợp cần phải ứng phó, phải giao đồ tận nhà tới tất cả những căn hộ nào phải bị cách ly, không được ra ngoài trong vòng 2 tuần. Tình hình kinh tế biến động dữ dội. Chính phủ đã chính thức thông báo là sẽ cắt tiền lời xuống còn 0% để giúp cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là những người có cái lãi suất đang rất là cao của tiền lời mua nhà thì họ cũng có thể refinance lại để giảm cái payment hàng tháng. Các tiệm nail, tóc và tiệm massage bị ảnh hưởng rất là nặng nề là vì số người tới làm những cái dịch vụ đó bây giờ không còn nhiều nữa. Kể cả những nhà hàng và những tiệm ăn nhỏ cũng bị ảnh hưởng vì số người đến tiệm ăn rất là ít và vì họ sợ mình phải ngồi lên những chiếc ghế mà có người mắc bệnh mà mình không biết. Tất cả những nhân viên nào có thể làm việc từ computer thì sẽ bắt buộc phải làm việc ở nhà, không được đến công ty nữa. Các hãng xe bus cũng sẽ bị đóng cửa trong thời gian sắp tới. Thì những cái hoạt động mà di chuyển từ nơi đây tới nơi khác cho những người không có xe thì rất là khó khăn. Nếu tình hình này kéo dài trong vòng 1 tới 2 tháng thì số lượng thức ăn cũng sẽ không còn và công ăn việc làm cũng không có nhiều nên tình hình kinh tế sẽ rất là tồi tệ, đặc biệt là các người có nhà mà không có công ăn việc làm thì sẽ không có khả năng trả tiền nhà, nhà sẽ bị kéo rất là nhiều. Đây là tình hình sơ bộ về nước Mỹ ngày hôm nay. Không biết là ở bên Việt Nam tình trạng của các bạn bên đó như thế nào rồi. Có gì thì cập nhật cho Angie biết với nha. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ. Angie sẽ cập nhật tình hình của Hoa Kỳ mỗi ngày cho tất cả các anh chị và các bạn nha.